Kết quả trận Canada vs Maroc bảng F bóng đá World Cup 2022 ngày 1 tháng 12. Lúc 22 giờ ngày 1 tháng 12, trận đấu giữa hai đội tuyển Canada vs Maroc trong khuôn khổ bảng F World Cup 2022 diễn ra trên sân vận động Al Thumama. Cập nhật kết quả Canada vs Maroc bên dưới. Xem video bàn thắng Canada 1-2 Maroc, nguồn VTV. Kết quả chung cuộc trận Canada vs Maroc 1-2. Nhì bàn Canada, Ødegaard phản lưới, phút thứ 40. Maroc, Hakim Ziyech, 4, En-Nesyri, phút thứ 23. Hết giờ, Maroc thắng 2-1 Canada, quả đó lọt vào vòng 1 tháng 8 với vị trí nhất bảng F. Thi đấu chững lại trong hiệp 2 nhưng Maroc vẫn giữ vững lợi thế trong hiệp 1 để giành chiến thắng 2-1. Sau 36 năm, Maroc mới lại vào vòng 1 tháng 8 World Cup. Hiệp 2 bắt đầu, hai đội chưa có sự thay đổi người nào. Hiệp 1 kết thúc, hai đội rời sân tạm nghỉ. Maroc khởi đầu tốt khi sớm dẫn 2 bàn. Canada có pha rút ngắn tỷ số may mắn khi Ødegaard phản lưới nhà. Bàn thắng, Canada 1-2 Maroc, nơi Ødegaard phản lưới nhà phút thứ 40. Phút thứ 40, Samuel Adekakbi có pha đột phá kỹ thuật rồi căng ngang từ cánh trái. Ødegaard cản phá làm đổi quỹ đạo bóng, khiến Bono không thể cản phá. Pha đốt lưới nhà của Ødegaard là bàn thắng thứ 100 tại World Cup 2022. Đây cũng là tình huống đá phản đầu tiên trong giải đấu. Bàn thắng, Canada 0-2 Maroc, Youssefa En-Nesyri phút thứ 23. Phút thứ 23, Morocco có tình huống chuyển trạng thái ấn tượng. Họ chơi chậm rãi trong những phút vừa qua nhưng bất ngờ tung ra một đường chuyển dài sắc bén. En-Nesyri băng xuống rất nhanh, tung cú sút rất căng trong vùng cấm, không cho thủ môn Canada cơ hội cản phá. Bàn thắng, Canada 0-1 Maroc, Hakim Ziyech 4. Phút thứ 4, Ziyech tận dụng sai lầm của thủ môn Canada và tung cú dứt điểm tinh tế ngoài vùng cấm, mở tỷ số trận đấu. Từ đường truyền về của đồng đội, thủ môn Milan Borjan băng lên xử lý bất cẩn, Ziyech nhanh chân thực hiện cú lốc bóng ở khoảng cách 30m vào lưới trống. 22 giờ, hiệp 1 trận đấu bắt đầu, Maroc giao bóng. Đội hình xuất phát, Canada 3-4-3 Borjan, Rustin, Victoria, Miller, Hoylet, Osorio, Kay, Adekakbi, Buchanan, Larin, Davi. Maroc 4-3-3 Bounou, Achraf Hakimi, Ødegaard, Said Mazhar, Amrabat, Una, Sabiri, Ziyech, En-Nesyri, Buffon. Sau kết quả ấn tượng trước những đối thủ mạnh là Croatia và Bỉ, Maroc bỏ túi 4 điểm và cánh cửa đi tiếp đang mở toang trước mặt thầy trò huấn luyện viên Walid Regragui. Gặp Canada, chỉ cần giành thêm 1 điểm, những chú sư tử Atlas sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng 1 tháng 8, thậm chí ngay cả khi thất bại, Maroc vẫn xếp nhì bảng trường hợp Croatia đánh bại tuyển Bỉ. Bên cạnh hy vọng có thể chiếm được ngôi đầu của Croatia thì Maroc cũng xem việc đánh bại Canada là cách khẳng định sức mạnh thực sự. Thực ra nếu nhìn lại cả một quá trình thì hẳn nhiều người sẽ chẳng còn ngạc nhiên trước những gì thầy trò Walid Regragui thể hiện từ đầu World Cup 2022. Đến giờ, theo đó, Maroc đang sở hữu mạch 9 trận liên tiếp bất bại ở mọi giải đấu, gồm cả giao hữu. Xa hơn, đội bóng Bắc Phi chỉ trắng tay đúng 1/20 lần ra sân trong vòng 1 năm qua, tháng 12. Với Canada, họ trình diễn thứ bóng đá khoáng đạt và tốc độ, nhưng không may cho đội đồng chủ nhà World Cup 2026, hành trình tại Qatar đã sớm kết thúc. Hết cơ hội cạnh tranh nên trận cuối của Canada chỉ còn mang tính chất danh dự. Huấn luyện viên Hurtman dự định sẽ trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ dự bị. Điều đó sẽ càng giúp cho Maroc dễ thở và hoàn thành mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm ở lượt đấu cuối. Trong suốt chiều dài lịch sử, Canada đã trải qua tổng cộng 14 lần chạm trán các đội tuyển châu Phi và kết quả không mấy khả quan, thắng 3 và thua đến 9. Lần gần nhất, đội tuyển có biệt danh là phong đụng độ một đại diện của lục địa đen là trận giao hữu với chính Maroc vào năm 2016. Và họ đã thua chung cuộc 0-4. Có thể lần này cách biệt sẽ không lớn như vậy, nhưng một thắng lợi đẹp hoàn toàn nằm trong tầm tay của Maroc. Thông tin bên lề, Canada thua 5 trận gần nhất ở World Cup. Canada ghi 1 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Maroc ghi hơn 1 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Canada thủng lưới trung bình 2 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Maroc không để thủng lưới trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Maroc chưa từng thua Canada trong 3 lần đối đầu trước đây, thắng 2, hòa 1 trận. Maroc bất bại 9 trận gần đây kể từ tháng 6 năm 2022. Maroc đã từng giành chiến thắng 4-0 trước Canada ở một trận giao hữu vào năm 2016.